Xin giới thiệu, đây là buổi ăn sinh nhật của vợ chồng Hương Lâm. Đây là hủ tiếu Nam Giang nhựa 10.000 một tô. Quay nữa hả? Đây là mì Vi Phong, mì bò 6.000 một ly. Nó đang gửi đâu. Đây là birthday boy. Đây là tươi. Tạm biệt các bạn.